Larry, Papadakis. Papadakis. Larry, Papadakis. Donna, 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 Papadakis. Nhìn đội hình biết diễn rồi, bình luận viên cũng không nhiệt kèo này. Vâng, thua thì nhiệt kiểu gì anh, bây giờ phải thắng mới nhiệt được. Với lại anh em biết diễn thôi thì anh em đánh bên kia thế thôi, cái điều đơn giản nhất mà ai cũng nhận ra. Hoặc là anh em không độ thì thôi anh em không xem nữa, mà nếu anh em có làm một tí vào thì anh em đánh bên kia nếu biết là diễn đấy, vậy là nhanh nhất. Còn thực sự cái tâm lý của người bình luận viên thì lúc nào thì cũng muốn nhiệt, nhưng mà vâng phải thắng cơ. Chứ còn đang đánh là hơi yếu. Mình cũng ghi nhận cái điều này, mình hơi yếu. Chứ mình không hề bênh, không hề bênh ai hết. Đang đánh là hơi yếu thật. Đấy, có y tâm vào nhà Phonesian. Có y đâm vào nhà của game thủ cầm phô này. Còn nhất ăn cái bán hoàng, nó đứng thủ hết bán hoàng rồi. Tuần thứ tam lai là 40, đẩy lên luôn. Trương 98, 57, 57. Giả bơ. Đúng thật sự là cái điều tôi quan ngại với trường bên này là bị one hit. Một nốt nhạc. Thằng xin ấy thịt lên lên cái chiêng, bây giờ phải lên cái chiêng trước đã để đâm hết thằng 16 nè. Thì đang lên chiêng 3 rồi, 16 cung thì cũng phô, mà cần có chiêng đồng 3 để có thể sát thương hơn nữa đến những con đi. Phát này nó chết mình mấy dân rồi đây. Thứ trên này phải đánh cùng cân với thằng Minh bên kia đấy. Trường thì vẫn bị giải quyết sớm rồi, không còn tính cho thi đấu nữa. Nhất 32. Bảy tên này thì khả năng đứt xích hyper, cố gắng chăn tham thật nhanh. 53 dân đến từ Mạnh Hào. Ừ, sẽ đánh một thế lên 4 luôn, chắc chắn một nào lên 4 rồi. Đẩy chết thằng 6 đã, thằng này mình vẫn đang bị đè, nhưng bên kia có con Minh Hoàng đang rất to. 53 dân của Mạnh Hào. Mạnh Hào có lại đứng thủ ở nhà rồi. Vâng, Thứ phải bắn thật khéo tên này, nhà màu sau. Thôi Thứ đã vào lên 4 đi Thứ ơi, không phải xong quân đánh liều đi, lên 4 đánh đáp đôi được thì thắng. Xong quân bây giờ thực sự quân bây giờ xong thì cũng thua, có xong quân thì cũng thua thì xong thẳng một mạnh dân đi. Chả phải xong quân nữa đâu. Bên kia có hyper, lưu ý điều này. Bên mình đánh đầy 4, bên mình cửa trên. Bên mình có Greg, có Egypt. Cho ông Thứ lên 4 trước đã. Một mạch dân nhá. Bản đồ đầu máu luôn. Không phải sóc quân nữa. Vâng, đưa về Trường ơi. Trường, em chạy hết 3 giờ em hồi cho anh. Chạy hết rồi đấy, em phải lên 4 mới đánh được đấy.
đỉnh 3 giờ. Kích 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 thử kích. Rồi kích 4. Ra ngoài Trường ơi, ra ngoài đi. Đó lên 4 rồi, thứ lên bản đồ và lên đầu máu. BC nữa thứ ơi, BC nữa lên đầu máu, tí nữa lửa bắn chặn luôn. BC tiếp theo đến từ Xuân Thứ nào. Đến 4 đánh đạp đồi của Phô, bên kia đánh đầy 4 có mỗi con min thôi, con Phô nó không đánh giá cao. Bên mình chỉ còn cửa đây là đánh đầy 4. Nâng bản đồ đi luôn nhá. Không biết là Min Hoan có dâng ngài không. Min Hoan không biết có dâng ngài không, một thứ có lẽ cần phải đóng lờ dần đi. Đóng dần BL ra ngoài bên này. Nó mà dâng ngài vào nách nhà Trường thì có đúng là chết. Từ để thứ kích đáp đôi đã. Ít vàng, 200 vàng, ai có 200 vàng bơm nào. 200 vàng. Để cho Zip hồi đi, đừng click từ từ em ơi, để cho Zip hồi đã. À ừ đấy. Cẩn thận bên kia dâng ngà đấy nhá. Bên kia khả năng một ông Pơ sẽ là người lên 4 tiếp theo. Khả năng một ông Pơ. Một năm là người lên 4 sau game thủ Xuân Thứ. Cần phải xây về 20 cái lờ phô được, 20 cái lờ ra mà vã đi. Ruộng thì có lẽ một kích ruộng là đủ rồi. Tí nữa sẽ vẽ vời thêm. Bắt được tên con cung ngà đi này của game thủ nhất. Cẩn thận đừng vào dâng ngà rồi. Có dâng ngà, đừng từ. Lên đạp đôi gì đâu. Rồi tuần này thứ sẽ ra vụt. Thời điểm mà cũng Nga khả năng chưa có giáp sau. Liệu có ăn được không này. Ăn được, thủ nhà được thì đánh tiếp được. Nhưng mà cũng Nga Minh Hoàn vẫn là khá chất. Tuần này bắt được. Bắt được không. Đạp đôi áp sát rồi. Nữa đạp đôi lên nào. Còn bị quấy rất nhiều gỗ. Không bắt được. Vàng có cái vị trí đứng đúng ngà là cực kỳ hiểm dành cho Mạnh Hào. Khoai rồi. Tỷ số là 0-1 trong xế đấu thứ 3 dành cho team Liêm TV.